Thì nói như vậy là sai rồi. Vì HSBC là nhà tài trợ gì ạ? Kim Cương. Dạ chính xác, HSBC là nhà tài trợ kim cương của sự kiện. HSBC ở đâu ạ? Và nhìn trình diễn của các bạn xứng đáng là một nhà mà trình diễn của nhà tài trợ kim cương. Xin cảm ơn lần nữa. Okay, next up we're going to have some warm-up exercises conducted by Coca-Cola. Phần tiếp theo chúng tôi xin chào mừng đội của Coca-Cola. Coca-Cola have been organizing warm-up exercises for the last year to